Hello chào các bạn nhé, rất vui khi các bạn quay trở lại kênh Sơn Zin. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tham gia đầu tư vào Infina nhé. Đây chính là một ứng dụng đầu tư tương tự như FinHay mà nhiều bạn đã biết. Với ứng dụng Infina này cho phép chúng ta tham gia đầu tư vào 4 sản phẩm, đó là một là tích lũy, chính là gửi tiết kiệm, hoàn toàn giống như gửi tiết kiệm ngân hàng, về lãi suất là 6% trên năm. Nhưng ở đây là gửi tiết kiệm không kỳ hạn các bạn nhé, có nghĩa là không bắt chúng ta phải gửi đủ kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng hay là 3 tháng, 1 năm trở lên, mà chúng ta gửi vào và rút ra bất kỳ lúc nào thì vẫn sẽ được hưởng mức phần trăm lãi suất như vậy, 6% trên năm theo thời gian mà chúng ta đã gửi vào như vậy thôi. Rồi, sản phẩm thứ hai đó chính là chứng chỉ tiền gửi. Cái này thì cũng gần giống như gửi tiết kiệm thôi, chỉ khác ở chỗ là gửi tiết kiệm là chúng ta thích gửi bao nhiêu thì gửi. Còn chứng chỉ tiền gửi là chúng ta sẽ phải gửi theo gói, cụ thể đó chính là mua chứng chỉ tiền gửi. Mỗi chứng chỉ tiền gửi thường có giá là 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu hay là 1 tỷ, 3 tỷ gì đó, toàn là vài trăm triệu trở lên như vậy thôi. Nhưng mà với Infina chúng ta không cần phải có đủ cả trăm triệu như vậy để mà mua đủ cả một chứng chỉ tiền gửi nhé, mà chúng ta chỉ cần mua từng phần nhỏ với giá trị mỗi phần là 500.000 đồng trở lên, tức là chỉ cần có từ 500.000 trở lên là chúng ta đã có thể mua chứng chỉ tiền gửi đó. Với chứng chỉ tiền gửi thì lãi suất sẽ là từ 8 đến 9% trên một năm, nói chung là cao hơn so với gửi tiết kiệm thông thường. Rồi, sản phẩm thứ ba đó chính là chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ có nghĩa là chúng ta sẽ gửi tiền vào các quỹ tài chính, họ đầu tư cho chúng ta. Các quỹ tài chính này sẽ sử dụng tiền của chúng ta để mà đầu tư vào cổ phiếu hoặc là trái phiếu hoặc là các sản phẩm tài chính khác. Nếu mà các quỹ tài chính này họ mà đầu tư có lợi nhuận thì giá chứng chỉ quỹ của họ sẽ lên và ngược lại. Lợi nhuận của chúng ta khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ đó chính là đến từ sự chênh lệch giá giữa chứng chỉ quỹ tại thời điểm bạn bán ra so với thời điểm mà bạn mua vào đó. Cho nên khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ là chúng ta có thể lãi rất nhiều hoặc là cũng có thể bị lỗ, đó là như vậy. Rồi, sản phẩm đầu tư tiếp theo có trên Infina đó chính là bất động sản. Ở đây là chúng ta đầu tư vào các sản phẩm bất động sản như là chung cư, nhà ở này nọ. Nhiều người sẽ chung vốn, đầu tư chung và chia sẻ lợi nhuận chung một bất động sản. Mỗi một bất động sản sẽ được chia thành từ 80 đến 150 phần bằng nhau để mà dễ dàng chia cho nhiều người cùng đầu tư. Lợi nhuận thu về sẽ được chia đều theo từng phần sở hữu của từng người. Ai mà sở hữu nhiều phần thì lợi nhuận sẽ được nhiều hơn, kiểu vậy thôi. Và khi đầu tư vào bất động sản thì cũng có thể là lãi nhiều hoặc là cũng có thể bị lỗ nhé. Như vậy thì nếu bạn nào sợ rủi ro, sợ bị lỗ thì các bạn chỉ nên gửi vào tích lũy, tức là gửi tiết kiệm hoặc là mua chứng chỉ tiền gửi thôi. Bởi vì những sản phẩm này là chúng ta sẽ được hưởng lãi suất cố định, không có bị lỗ đó. Còn bạn nào mà dám đầu tư, có gan một chút, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để mà có cơ hội nhận về mức lợi nhuận cao hơn thì các bạn có thể lựa chọn đầu tư vào chứng chỉ quỹ hoặc là bất động sản đó. Rồi, ok, những cái này thì mình chỉ giới thiệu qua như vậy thôi, bởi vì là trước đó mình đã có một video giới thiệu và đánh giá rất chi tiết về ứng dụng này rồi, các bạn có thể xem lại nhé. Bạn nào chưa xem thì các bạn nên xem nhé. Còn ngay bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết về cách tham gia đầu tư trên Infina nhé. Rồi, bắt đầu nào. Đầu tiên các bạn hãy bấm vào tiêu đề video mà các bạn đang xem để mà mở nội dung mô tả ra, xem link tải app. Đây, link tải Infina đây, các bạn hãy bấm vào đường link này để mà tiến hành cài đặt ứng dụng Infina lên điện thoại. Sau khi đã cài thành công, các bạn tiến hành mở ứng dụng Infina ra. Rồi, hiện ra thế này, chỉ là phần giới thiệu, các bạn có thể vượt qua. Sau đó nhấn vào đăng ký tài khoản. Sau đó các bạn tiến hành điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu để mà đăng ký tài khoản thôi. Họ thì các bạn điền họ vào, ví dụ Nguyễn chẳng hạn. Tên thì các bạn điền cả đệ và tên vào nhé. Văn A, Văn B, Văn C gì đấy. Nguyễn Văn Nam chẳng hạn. Rồi, mã giới thiệu thì các bạn hãy nhập chính xác là 0968755839 để mà nhận được phần thưởng 30.000 đồng nhé. Rồi, nhấn vào tiếp theo. Số điện thoại thì các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào. Rồi, sau đó các bạn nhấn vào gửi mã OTP. Hệ thống sẽ gửi một mã OTP gửi về số điện thoại cho các bạn. Các bạn lấy mã nhập vào. Rồi, sau đó nhấn vào xác nhận. Hệ thống yêu cầu chúng ta tạo mã PIN để mà bảo mật cho tài khoản thì các bạn tạo mã PIN nhé. Mã PIN bao gồm 4 số thì các bạn hãy nhập 4 số vào. Lưu ý là nhập thế nào các bạn cần phải nhớ nhé. Bởi vì sau này muốn nạp tiền, rút tiền là chúng ta sẽ cần phải nhập chính xác mã PIN mà chúng ta đã thiết lập. Rồi, ok, xong rồi. Các bạn nhấn vào bắt đầu trải nghiệm để mà trở về trang chủ.
Ở đây là hệ thống giới thiệu một số tính năng cho chúng ta, các bạn có thể nhấn tiếp tục để mà xem qua. Tôi đã hiểu. Đó, như vậy là đã tạo tài khoản Infina thành công rồi. Sau khi mà các bạn đã đăng ký tài khoản thành công, nếu mà nhập chính xác mã giới thiệu, các bạn sẽ được nhận ngay 30.000 đồng. Các bạn có thể nhấn vào thông báo này để mà xem nhé. Đây, sẽ hiện ra thông báo thế này. Chúc mừng bạn đã nhận 30.000 khuyến mãi thành công. Đó. Hoặc là nhấn vào biểu tượng quà tặng này để mà xem qua. Đây, tiền thưởng hiện có 30.000 đồng đây. Đó. Rồi, lát nữa mình sẽ chỉ cách các bạn sử dụng số tiền này hoặc là rút về nhé. Bây giờ, trước khi đầu tư hoặc là tích lũy thì các bạn nên đi xác minh tài khoản trước nhé. Bởi vì là các bạn phải xác minh tài khoản thì hệ thống mới cho các bạn rút tiền. Cho nên là các bạn nên đi xác minh tài khoản trước. Lỡ như nạp tiền vào, không xác minh được tài khoản, các bạn lại không rút được tiền. Cho nên là các bạn đi xác minh tài khoản thành công thì mới nên nạp tiền vào. Đó, như vậy thôi. Để mà xác minh tài khoản thì rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhấn vào ảnh avatar ở góc trái màn hình này. Rồi các bạn bấm vào chữ chưa xác thực này. Sau đó là các bạn chọn loại giấy tờ để mà tiến hành xác thực. Các bạn có loại giấy tờ tùy thân nào thì các bạn chọn. Ví dụ mình sẽ chọn chứng minh nhân dân. Không chụp quá mờ, không chụp mất góc, không chụp quá sáng. Ok, nhấn vào tôi đã hiểu. Cho phép. Đầu tiên là các bạn tiến hành nhấn vào ảnh chụp mặt trước chứng minh nhân dân. Nếu đã có ảnh sẵn trong thư viện thì các bạn chỉ cần chọn thêm vào. Còn chưa có thì các bạn nhấn vào biểu tượng máy ảnh này để mà tiến hành chụp ảnh mới. Mình chưa có nên là mình sẽ chụp ảnh mới trong khi dùng ứng dụng. Trong khi dùng ứng dụng, rồi chụp ảnh mặt trước của giấy tờ, chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước. Sau khi chụp xong các bạn chọn, rồi nhấn vào chọn để mà thêm vào. Rồi tiếp tục ảnh chụp mặt sau chứng minh nhân dân, các bạn làm tương tự. Ở đây mình có ảnh sẵn rồi, mình chọn và thêm vào. Đó, xong. Rồi nhấn vào tiếp tục. Hướng dẫn quay video xác thực gương mặt Fake ID. Các bạn nhấn vào tôi đã hiểu. Bắt đầu, các bạn làm theo hướng dẫn. Giữ trong vòng 4 giây và làm theo hướng dẫn. Nghiêng từ từ qua trái hoặc qua phải. Xác thực thành công. Rồi, ok rồi, như vậy là đã xác thực thành công. Rồi, ok, sau khi các bạn đã xác minh danh tính thành công rồi, lúc này các bạn có thể yên tâm nạp tiền vào để mà gửi tích lũy hoặc là đầu tư vào các sản phẩm tài chính tùy các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp tiền vào để mà đầu tư nhé. Nếu tài khoản của các bạn là tài khoản mới, chưa từng nạp tiền vào thì sẽ có giao diện như thế này. Các bạn muốn nạp tiền vào tích lũy hoặc là mua chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ, bất động sản thì các bạn tiến hành chọn vào đó thôi. Ví dụ mình sẽ hướng dẫn các bạn gửi tích lũy nhé, tức là nạp tiền vào tích lũy nhé. Rất đơn giản thôi, các bạn chọn vào tích lũy. Đây, lợi nhuận cố định của tích lũy là 6% trên năm. Các bạn có thể kéo xuống để mà xem thêm thông tin. Đây, so sánh với lại gửi tiết kiệm ngân hàng đây. Tích lũy tối thiểu 500.000 đồng, rút tiền tối thiểu là 50.000 đồng. Lợi nhuận tính theo ngày và chi trả vào cuối tháng. Có nghĩa là lãi sẽ được tính hàng ngày, tuy nhiên thì vào cuối tháng thì mới cộng vào tài khoản của các bạn nhé. Phí quản lý và thuế đây. Phí sẽ là 0,08% trên tháng. Còn thuế thu nhập cá nhân là 5%. Giá trị lợi nhuận có nghĩa là 5% của số tiền lãi mà các bạn thu được. Đó, như vậy thôi. Rồi, muốn nạp tiền vào thì các bạn nhấn tiếp vào tích lũy ngay. Tiếp tục nhấn vào tích lũy. Tiếp theo các bạn nhập số tiền mà các bạn muốn gửi vào. Ví dụ tôi sẽ nạp 5 triệu chẳng hạn, thì nhập 5 triệu vào. Tối thiểu là 500.000 đồng nhé. Đây, hệ thống sẽ tính ra lợi nhuận mà chúng ta sẽ nhận được. Nếu mà gửi 5 triệu thì sau 6 tháng chúng ta sẽ nhận 119.000, 12 tháng nhận 245.000, 24 tháng nhận 500.000 đồng. Hoặc là ví dụ có 1 tỷ gửi chẳng hạn, tôi lấy ví dụ vậy. Thì sau 24 tháng sẽ được 100 triệu tiền lãi suất. Đó, ví dụ vậy, tôi sẽ nạp 5 triệu nhé. Rồi, nhấn vào tiếp tục. Đây, số tiền thưởng chúng ta sẽ sử dụng lúc mà nạp tiền vào gửi tích lũy. Các bạn nhấn vào sử dụng. Thì chúng ta gửi tích lũy 5 triệu, tuy nhiên thì chỉ cần nạp thêm 4.970.000 thôi. Vì 30.000 đồng là từ tiền thưởng rồi. Cho nên là chúng ta chỉ cần thanh toán 4.970.000 nạp vào vẫn sẽ được 5 triệu, thế thôi. Các bạn nhấn vào xác nhận. Sau đó sẽ hiện ra điều khoản hợp đồng ở đây. Các bạn nên đọc qua. Rồi đồng ý thì các bạn nhấn vào xác nhận ký hợp đồng. Cái này chỉ ký một lần duy nhất thôi nhé. Khi mà đã ký thì những lần sau các bạn cứ thế mà nạp tiền. Sẽ không yêu cầu ký tiếp hợp đồng đó nữa. Cứ thế mà nạp tiền thôi, không phải làm lại nữa. Rồi đến đây các bạn nhấn vào tiếp tục. Tiếp tục, tôi đã hiểu. Rồi lúc này các bạn tiến hành chuyển khoản theo thông tin thanh toán tại đây.
số tài khoản đây, số tiền đây, nội dung chuyển tiền đây, và chuyển đến ngân hàng Techcombank của Infina. Đó, ở đây hiện tại chỉ hỗ trợ chuyển vào Techcombank thôi, tuy nhiên thì chúng ta có thể sử dụng bất kỳ ngân hàng nào để mà chuyển vào nhé, bởi vì là hiện tại hầu hết tất cả các ngân hàng đều hỗ trợ chuyển liên ngân hàng, tức là hỗ trợ chuyển sang ngân hàng khác, cho nên là các bạn đừng thắc mắc rằng là em không có tài khoản Techcombank làm sao để mà chuyển, thì các bạn không phải thắc mắc vấn đề này nhé, cứ chuyển bình thường thôi, sử dụng bất kỳ ngân hàng nào các bạn đều có thể chuyển, cứ sao chép chính xác số tài khoản, số tiền và nội dung chuyển tiền là được. Nội dung chuyển tiền này cũng rất là quan trọng nhé, bởi vì là các bạn hãy hiểu đây chính là mã giao dịch để mà hệ thống có thể xác định được số tiền này là chuyển vào tài khoản Infina nào. Cho nên là các bạn phải sao chép chính xác, điền chính xác, thì khi nạp thành công hệ thống mới có thể tự động xác nhận và cộng số tiền này vào tài khoản Infina của các bạn. Còn trường hợp mà các bạn sao chép sai nội dung chuyển tiền thì sẽ khá là rắc rối, bởi vì hệ thống không biết nguồn tiền này nạp vào tài khoản Infina nào, do đó sẽ phải liên hệ Infina để mà có người xử lý thủ công, rất là mất thời gian. Rồi, đầu tiên các bạn hãy sao chép lấy số tài khoản để mà tiến hành chuyển thôi. Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của các bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng ngân hàng Vietinbank chuyển tiền. Và ở đây là chúng ta sẽ chuyển khác ngân hàng, chuyển đến Techcombank, cho nên là tức là chuyển liên ngân hàng. Rồi, nếu các bạn cũng sử dụng Vietinbank thì các bạn chọn là số tài khoản 24/7 nhé. Rồi, đến tài khoản là các bạn dán số tài khoản vào đây. Xem đã chính xác chưa? 014 đuôi 014, ok rồi. Tiếp theo là ngân hàng nhận, là các bạn sẽ chọn ngân hàng Techcombank. Đây, ngân hàng kỹ thương Việt Nam đây. Rồi, tiếp theo số tiền, mình nạp 5 triệu, mình chuyển 5 triệu. Rồi, tiếp theo nội dung chuyển khoản cũng rất là quan trọng. Các bạn tiếp tục vào đây để mà sao chép nội dung chuyển tiền đây. Copy. Ok, xóa đi, dán vào đây. Đó. Rồi, nhấn vào tiếp tục để mà tiến hành chuyển tiền thôi. Đã chuyển tiền thành công. Sau khi mà các bạn đã chuyển tiền thành công ở trên ứng dụng Infina, các bạn bấm vào tôi đã chuyển tiền là xong. Lúc này các bạn đợi một lúc là tiền sẽ được nạp vào. Các bạn cứ vớt như thế này để mà xem nhé. Nhanh thì chỉ khoảng vài giây thôi, nếu mà chậm thì có thể mất vài phút, hoặc là trong một số trường hợp ngoại lệ có thể mất đến vài tiếng. Nếu mà lâu quá không thấy tiền được nạp vào thì các bạn liên hệ Infina để mà xử lý nhé. Nói chung là chuyển chính xác là tiền sẽ vào thôi, không mất được tiền đâu, các bạn cứ yên tâm. Lâu thế nhỉ? À đấy rồi, đã vào rồi, 5 triệu đã được nạp vào đấy. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Mình nạp vào tích lũy cho nên là tiền của mình sẽ đang tích lũy nhá, với lãi suất là 6% trên năm. Rồi, ok, khi nào mà muốn rút tiền các bạn chỉ cần bấm vào rút tiền ở đây để mà tiến hành rút tiền về thôi. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về cách rút tiền nhé. Rồi, ok, đó chính là hướng dẫn về cách nạp tiền vào tích lũy. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về cách nạp tiền vào để mà mua chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ và bất động sản nhé. Khi mà chúng ta đã nạp tiền vào để mà đầu tư vào một sản phẩm nào đó rồi thì giao diện lúc này sẽ như thế này, hơi khác một chút so với ban đầu. Rồi, cũng tương tự thôi, các bạn muốn đầu tư vào sản phẩm gì thì các bạn lựa chọn thôi. Ví dụ như là các bạn muốn mua chứng chỉ tiền gửi thì chọn vào chứng chỉ tiền gửi thôi. À, hiện tại lại không có sản phẩm chứng chỉ tiền gửi rồi. Nếu mà có thì các bạn tiến hành lựa chọn gói mà các bạn muốn mua, sau đó là tiến hành chuyển khoản tương tự như gửi tích lũy. Rồi, tiếp theo là sản phẩm chứng chỉ quỹ, các bạn bấm vào. Lần đầu tiên tham gia cũng sẽ như thế này, các bạn có thể vuốt để mà xem qua. Bắt đầu. Rồi, ở đây sẽ có rất nhiều chứng chỉ quỹ các bạn có thể mua. Đó, các bạn có thể bấm vào từng chứng chỉ quỹ để mà xem chi tiết hơn. Về biểu đồ tăng trưởng, về biểu phí, lịch sử giao dịch, thông tin về quỹ, chiến lược đầu tư, danh mục đầu tư đơn vị quản lý tài liệu v.v. Các bạn có thể xem chi tiết về từng chứng chỉ quỹ nhé. Và có một cái các bạn có thể lưu ý ở đây, đó chính là những quỹ này sẽ bao gồm nhiều loại chứng chỉ quỹ như là quỹ tăng trưởng, quỹ cân bằng hay là quỹ an toàn. Đó. Đối với các quỹ tăng trưởng có nghĩa là những quỹ này tập trung chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu, cho nên là có thể có mức độ tăng trưởng rất là cao, đồng thời thì tỷ lệ rủi ro cũng khá là cao. Đó, các bạn hãy hiểu là như vậy. Ví dụ những quỹ này đây, trong vòng một năm qua tăng trưởng đến 94%, rất là cao luôn. Tiếp theo là các quỹ cân bằng. Những quỹ này sẽ sử dụng tiền của chúng ta một phần đầu tư vào cổ phiếu và một phần đầu tư vào trái phiếu, cho nên là
sẽ có mức độ rủi ro thấp hơn so với quỹ tăng trưởng. Đồng thời thì mức độ tăng trưởng về lợi nhuận cũng sẽ thấp hơn một chút. Đó. Rồi, tiếp theo là các quỹ an toàn. Những quỹ này thì chủ yếu tập trung đầu tư vào trái phiếu cho nên là có thể gọi là khá là an toàn. Tuy nhiên thì mức độ tăng trưởng cũng không được cao như quỹ cân bằng hay là quỹ tăng trưởng. Đó, các bạn hãy hiểu là như vậy. Thì tùy vào khẩu vị rủi ro của từng người mà các bạn có thể lựa chọn những quỹ phù hợp nhé. Muốn liều ăn nhiều thì các bạn chọn những quỹ tăng trưởng. Còn muốn an toàn, sợ rủi ro thì các bạn chọn quỹ an toàn. Còn ai mà ở giữa giữa thì các bạn chọn quỹ cân bằng, kiểu thế thôi. Ở đây mình chỉ giới thiệu qua thôi. Còn các bạn mà muốn đầu tư nghiên cứu thật sự thì các bạn nên tìm hiểu chi tiết về từng chứng chỉ quỹ nhé. Các bạn có thể tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau. Rồi, sau khi mà các bạn đã chọn được chứng chỉ quỹ ưng ý rồi, các bạn muốn đầu tư thì chỉ cần nhấn vào thôi. Ví dụ như là chọn vào quỹ VEOF này chẳng hạn, bấm vào. Sau đó là các bạn chọn mua chứng chỉ quỹ. Rồi, các bạn muốn mua với số tiền bao nhiêu thì các bạn nhập vào. Ví dụ các bạn muốn mua với số tiền 10 triệu thì các bạn nhập 10 triệu vào. Đây, với số tiền 10 triệu này, với giá hiện tại thì các bạn sẽ mua được 402,36 chứng chỉ quỹ. Đó, như vậy. Nếu mà quỹ này đầu tư có lợi nhuận thì sau này giá chứng chỉ quỹ lên thì các bạn sẽ bán lại số 402,36 chứng chỉ quỹ này, sẽ thu được nhiều tiền hơn, kiểu vậy thôi. Rồi, nhấn vào tiếp tục, sau đó là xác nhận. Rồi, cũng tương tự thôi, lúc này các bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của bạn, rồi tiến hành chuyển khoản theo các thông tin thanh toán tại đây, hoàn toàn tương tự như nạp tiền vào tích lũy thôi, rất là đơn giản. Sau khi nạp tiền thành công, các bạn sẽ mua được chứng chỉ quỹ nhé, rất là đơn giản thôi. Tiếp theo là bất động sản, thì tiếp tục. Đó, ở đây sẽ có rất nhiều can bất động sản chia thành nhiều phần bằng nhau, giá từng phần đây, hiện rõ đây, các bạn có thể lựa chọn để mà mua. Sau này mà giá bất động sản lên, các bạn bán ra, các bạn bán phần của các bạn đi chẳng hạn, thì các bạn sẽ có lãi, kiểu vậy thôi. À, đây là các bất động sản đã đóng rồi, hiện tại chỉ còn căn này, giá mỗi phần là 50 triệu. Các bạn muốn mua thì nhấn vào tìm hiểu thêm, sau đó là tiến hành đặt cọc, rồi thì cứ làm theo yêu cầu thôi. Nói chung là về phần này mình cũng chưa từng đầu tư cho nên là thôi, các bạn tự khám phá thêm nhé. Nói chung là về phần bất động sản này mình cũng chưa từng đầu tư cho nên là cũng khó mà hướng dẫn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền từ Infina về nhé. Khi mà các bạn đầu tư vào đây, các bạn muốn rút tiền về chẳng hạn thì các bạn có thể tiến hành rút. Bây giờ mình sẽ sử dụng tài khoản này của chị mình để mà tiến hành rút nhé, bởi vì tài khoản này mình có nhiều tiền để mà rút. Rồi, trước khi rút tiền thì các bạn sẽ tiến hành thêm tài khoản ngân hàng của các bạn vào, rất là đơn giản thôi. Các bạn nhấn vào ảnh avatar của các bạn ở góc trái màn hình này, rồi các bạn vào phần thông tin tài khoản, sau đó các bạn chọn vào tài khoản ngân hàng. Tại đây, nếu các bạn chưa thêm tài khoản ngân hàng thì các bạn tiến hành thêm vào. Tên ngân hàng là các bạn sử dụng ngân hàng gì thì các bạn lựa chọn. Sau đó là tỉnh thành phố, tức là tỉnh thành phố mà các bạn mở tài khoản ngân hàng, chi nhánh, số tài khoản, tên tài khoản, đó các bạn điền đầy đủ thông tin vào, sau đó lưu lại là ok. Sau khi đã thêm tài khoản ngân hàng thành công, các bạn quay trở lại trang chủ rồi tiến hành rút tiền về thôi. Cách rút tiền như thế nào rất là đơn giản thôi, các bạn vào mục quản lý. Rồi, sau đó các bạn muốn rút tiền từ khoản đầu tư nào, tích lũy, chứng chỉ tiền gửi hay là chứng chỉ quỹ hay là bất động sản thì các bạn lựa chọn nhé. Ví dụ ở đây, tôi chỉ có tiền trong phần tích lũy thôi, tôi sẽ rút tiền tích lũy, nhấn vào tích lũy. Rồi, nếu mà các bạn muốn nạp tiền thêm để mà tích lũy thì nhấn vào tích lũy ở đây. Còn khi mà các bạn muốn rút tiền thì nhấn vào rút tiền thôi. Chọn lý do rút tiền, tôi có việc gấp chẳng hạn. Rồi, nhập số tiền mà các bạn muốn rút vào đây. Ví dụ tôi sẽ rút toàn bộ luôn, 119.630.000. Rồi, rút tiền. Kiểm tra lại xem là tài khoản ngân hàng đã chính xác chưa. Nếu mà chính xác rồi thì các bạn bấm vào xác nhận để mà tiến hành rút tiền về. Rút tiền thành công, lệnh rút tiền của bạn đã tạo thành công. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong tối đa 72 giờ làm việc. Có nghĩa là tối đa 3 ngày các bạn sẽ nhận được tiền về tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên thì thông thường chỉ sau khoảng vài tiếng cho đến sau một ngày là đã nhận được tiền rồi. Bởi vì là mình cũng đã từng vài lần rút tiền cho nên là hầu như là chỉ sau vài tiếng, chậm là sau một ngày là cũng đã nhận được tiền. Nếu mà sau 3 ngày mà các bạn chưa thể nhận được tiền thì các bạn có thể tiến hành liên hệ Infina để mà xử lý nhé. Đây, sau khi rút vẫn thấy số dư có ở đây đây. Các bạn cứ yên tâm, khi nào mà tiền về tài khoản ngân hàng thì ở đây sẽ số dư sẽ được trừ đi ở trên Infina.
thế thôi. Hay là ví dụ tài khoản này của tôi có cả tiền trong phần chứng chỉ quỹ đây. Đó, tôi đầu tư 500.000, tuy nhiên thì bị lỗ đi một ít, chỉ còn khoảng 496.000 thôi. Đó, tại vì là thời gian gần đây cổ phiếu hay xuống giá cho nên là chứng chỉ quỹ cũng tụt giá theo. Rồi, ví dụ các bạn muốn rút tiền trong chứng chỉ quỹ chẳng hạn thì các bạn sẽ tiến hành bán chứng chỉ quỹ nhé. Rất đơn giản thôi, các bạn nhấn vào chứng chỉ quỹ. Rồi các bạn chọn vào chứng chỉ quỹ mà các bạn muốn rút, muốn bán. Rồi các bạn nhấn vào bán thôi. Sau đó các bạn nhập số lượng chứng chỉ quỹ mà các bạn muốn bán vào. Ví dụ như là, hoặc là các bạn có thể chọn nhanh, bán 25%, 50% hoặc là bán toàn bộ 100% chẳng hạn. Rồi nhấn vào tiếp tục. Sau đó nhấn vào xác nhận là hệ thống sẽ xử lý lệnh bán của các bạn. Sau khi bán thành công, tiền cũng sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của các bạn mà các bạn đặt thêm vào. Rất là đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ giới thiệu qua thôi, mình chưa muốn bán cho nên là mình chưa muốn bán đâu, bởi vì chưa có lãi. Rồi còn về bất động sản các kiểu thì các bạn nghiên cứu thêm nhé. Rồi ok, video này chỉ vậy thôi, mình xin tạm dừng tại đây. Nếu còn gì thắc mắc thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.